5 cầu thủ đắt giá nhất của đội tuyển Việt Nam dự World Cup 2022 là ai? Mới đây, theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, 25 cầu thủ của tuyển Việt Nam được ông Park lựa chọn đến Saudi Arabia, chuẩn bị cho trận ra quân vòng loại thứ 3 World Cup 2022, có giá trị 5,419 triệu USD, khoảng 124 tỷ đồng. Theo đó, danh sách 25 cầu thủ đăng ký tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 bao gồm 3 thủ môn gồm Bùi Tấn Trường, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Văn Toàn, 10 hậu vệ là Hồ Tấn Tài, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Trung, Trần Đình Trọng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết. 7 tiền vệ gồm Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Phan Văn Đức, Lê Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức. 5 tiền đạo là Nguyễn Văn Toàn, Phạm Tuấn Hải, Hà Đức Chinh, Hồ Tuấn Tài, Nguyễn Tiến Linh. Trong số 25 cầu thủ trên, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Quang Hải, Quế Ngọc Hải và Đặng Văn Lâm là những cầu thủ có giá cao nhất, trị giá 330.000 USD, khoảng 7,5 tỷ đồng. Trước đó, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh là ba cái tên của đội tuyển Việt Nam gây được ấn tượng và được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đánh giá cao tại vòng loại cuối World Cup 2022. Ngoài ra, hai tân binh của tuyển Việt Nam là Lê Tiến Anh và Nguyễn Thanh Bình chưa được định giá. Tuy nhiên, giá trị đội hình của tuyển Việt Nam kém xa hai đối thủ Saudi Arabia và Australia. Được biết, 25 cầu thủ Saudi Arabia được triệu tập có tổng giá 32,863 triệu USD, khoảng 750 tỷ đồng. Đội bóng này sẽ đối đầu với tuyển Việt Nam vào ngày mai 2 tháng 9. Trong khi đó, 27 cầu thủ tuyển Australia có giá 47,025 triệu USD, khoảng 1.000 tỷ đồng. Đây là đội bóng sẽ làm khách trước đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình vào ngày 7 tháng 9 sắp tới. Đồng thời, cũng tại buổi tập tối ngày 31 tháng 8 của tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo đã giảm thiểu khối lượng vận động cho các cầu thủ nhằm giúp họ có sự phục hồi tốt sau buổi tập đối kháng khá căng thẳng của hôm trước. Tuy nhiên mới đây, theo quy định của giải đấu, ông Park sẽ cần chốt danh sách 23 cầu thủ đăng ký cho trận đấu với Saudi Arabia một ngày trước khi màn so tài này diễn ra.